Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Nay em không test đầu MD, cũng không test đầu DAC. Em test đầu DVD ạ. Dạ, DVD Pioneer S10A nha bác. Con này là đời sau của con S9, nhưng mà nó lại không có chức năng giải mã. À, đời sau của S9 nhưng mà không có chức năng giải mã. Nhưng mà đặc biệt là nó đọc được đĩa phono ạ. Dạ, nó không kén đĩa như con S9. S9 chỉ đọc đĩa trắng thôi, còn con này nó đọc được đĩa chép, không kén đĩa nha bác. Về cái nội thất của nó thì nó cũng rất là khủng các bác. Dạ, nội thất của nó đây. Con này cũng 3 tầng bo ha. Ở trên này là một tầng nè, tầng này là tầng thứ hai. Và ở dưới đây các bác sẽ thấy đó, dưới đây một tầng thứ ba. 3 tầng bo mạch và dạ, với rất là nhiều tụ ha. Tụ chi chít. Đây. Quá trời tụ luôn. Dạ. Chip xử lý và dạ, xếp hàng luôn. Đây. Ở phía sau đó các bác. Đường analog ra nó cũng có hai đường analog ra giống như là con S9 ha. Ở đây em đang thử bằng cặp dây rất rẻ tiền nha, nhưng mà jack xịn nha bác. Jack Wonet 150k một cặp ha. Dạ, 150.000. Dây tiếng cực kỳ tốt, chút nữa các bác sẽ nghe tiếng nhé. Dạ. Con này nó có đường quang out ạ. Nó có đường quang out, không có quang in thôi. Chỉ không có quang in, còn vẫn có quang out. Và đặc biệt là không kén đĩa. Rồi bây giờ mình sẽ thử bằng cái đĩa phono nữa ha. Rồi các bác đang nghe bằng một đầu DVD ha. Dạ, DVD S10A đọc tốt không kén đĩa và dây AV chỉ có 150.000 thôi, tiếng cực kỳ tốt nha bác. Các bác nghe cắt giả giùm em ha. Rồi em dừng clip test cái đầu DVD S10A này ở đây nha các bác. Em nhắc lại là đầu này là đầu DVD S10A. À, đọc đĩa CD rất là tốt ha, chất âm cực kỳ hay trong tầm tiền ha và không kén đĩa. Giá của nó là 5 triệu gồm khiển rin và em free ship nha các bác. Và có một bác ở Phú Thọ đã thích cái con này nhưng mà em không biết là bác có lấy hay không. À, em test lên đây để cho bác xem, nếu mà bác lấy thì em gửi cho bác. Còn nếu mà bác em và nếu mà bác lấy thì em sẽ đề là đã ghi là đã bán nhé bác. Còn nếu mà bác không lấy, em vẫn còn chưa ghi chữ đã bán, tức là em vẫn còn. Dạ. Yeah.
5 triệu kèm khiển rin, tặng 2 đĩa CD nhạc tuyển và free ship nha các bác. S10A DVD nội thất cực gấu luôn. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong một cái clip test gần nhất ha. Em vẫn còn rất là nhiều đầu MD Sony Denon khác, đủ các mã nha các bác. Dạ, bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở bên cạnh. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Em xin chào ạ.